Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy một trong người. Thứ nhất là con uh, Redmi Note 7. Con này máy bản Việt hai SIM, bản lưu lượng 1.8 triệu nhá, máy màu xanh, nâng zin đẹp, viền đẹp nhá, chân sạc Type-C. con này ngoại hình thì đẹp keng rồi. Gần như là không có một vết xước hay móp méo nào cả. Như máy mới vừa khui hộp ra. Màn hình không xước nhá và cũng không có bị nhất gì cả. RAM con này là RAM 3 g bộ nhớ trong của nó là 32 g nhé. Đây RAM 3 g này. Đấy, chip 8 nhân này, mạnh nhất 2.2 uh, GHz. Đấy, bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g nhé. Đó, con này uh, cấu hình cũng rất là ổn trong cái tầm giá tiền. Bản cho người là 1 triệu 8 nhé. Đấy, Redmi Note 7. Còn con này là con LG Q9 máy màu đỏ mận bản Hàn một sim bán gần 1 triệu 9 nhé. Đấy, nâng uh, kính nhám, này. Đấy, gần như là không có bị bám vân tay gì đâu. Viền kim loại đẹp nhé, không một vết xước uh, hay móc méo nào cả, Đấy, màn hình đẹp. con này màn hình tràn viền, khuyết tay thỏ nhé. Đấy, hiển thị này. Đấy, nét căng nhé. À, con này ram uh, của nó là ram 4g, bộ nhớ lưu trữ của nó là 64g nhé. Đấy, bộ nhớ lưu trữ đây. 64 4g, em sẽ cho mọi người xem uh, nhớ ram của nó đây. ram 4, bộ nhớ 64. bạn là một chữ chín nhé. lg q9 còn con này là con v năm mươi con này bản 5 g nhá đây nó có một cái mắt 5 g này và cái mắt 5 g này có một cái đèn nét vầy màu à, nó có thông báo ví dụ tin nhắn hay của gọi nhỡ các thứ thì nó nháy về màu khá là đẹp cái con này máy bản hàn một sim mà cũng là hai triệu chín nhá nâng thì hơi sức nhẹ rồi tại viền cũng vậy nhá Viền cũng hơi sức móc một chút màn hình thì đẹp không sước nhưng mà hơi ám nhẹ một chút nhá ám cực kỳ nhẹ Để, nhìn qua cam này gần như là không thấy luôn Để, ám siêu nhẹ nhá con này xếp vào không ám được rồi RAM con này cũng là RAM 6GB và bộ nhớ trong của nó 128GB nhé đây RAM con này nó là RAM 6 này bộ nhớ 128 và con này nó chạy con chip Snapdragon 855 cực kỳ là mượt nhé Đó. giá thì có 2 ,9 triệu 9 thôi có hỗ trợ 5G các thứ ok hết nhé có có đẻ con A920 này email của nó là 735 bản hàn một sim 12 ,9 triệu 9 máy màu đen đẹp kem nâng gì đẹp viền đẹp nhé Đấy. chỉ hơi sức nhẹ tí phần góc này thôi còn đâu thì cũng không có bị móp gì đâu màn hình này không một vết xước đâu cả à, không có bị ám mố. gì nhé à, cấu hình cũng rất là ngon nhé Đấy, RAM con này cũng là RAM uh, 6GB và bộ nhớ trong của nó là 128GB nhé A920 bốn mắt cam này nhìn rất là chất giá 2 triệu 9 con này là con A51 5G này email của nó là 879 bản hàn uh, 1 sim 12 triệu 9 nhé nâng thì hơi sức nhẹ một chút rồi viền đẹp nhé con này uh, viền kim loại này nó cầm rất là đầm tay nó không giống như là cái bàn 4g Bản 4g nó là viền nhựa con này uh, bản 5g viền kim loại cầm cực kỳ nó đầm tay Còn nó đã hơn uh, bản 4g rất là nhiều nhé Đấy, Màn hơi ám một chút này Đó. Màn hơi ám nên em bán cho người là 2 triệu chín con này thì mượt rồi giam 6 bộ nhóm 128 à màn ám thì mọi người có thể chuyển về cái chế độ nền đen này đó tối này Đấy thì gần như là nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì cả đó. cực kỳ nó mượt nhá 2 triệu chín thôi À, là 5G còn con này là con uh, nốt 5 này email của nó 844 bán người 700 nhé con này nâng zin nhưng mà kính nâng thì có bị nứt một đường ở đây Đó. viền thì đẹp nhưng mà con này bị mất bút rồi nhé đây, viền này gần như là không có bị xước uh, gì luôn đấy viền rất đẹp nhé tiếc cái là bị mất mất bút rồi màn hình thì cũng không xước gì đâu nhưng mà bị ám nhé màn hình cũng bị ám nặng nhưng mà cài về nền đen rồi nên rất là ok nhé RAM 4g của nhớ trong là 32g đấy Đó chạy cũng rất là mượt mà cài về đen, những màn ám mà cài về đèn đen uh, thì cũng rất là ok thôi không có vấn đề gì cả chỉ có mình để lên trắng thôi mình nhìn về ám thôi cho nền đen thì uh, dùng mọi thứ bình thường nhé con này cũng là lốt 5 này email của nó là 277 bán về cũng 700 thực ra lốt 5 giá 700 thì nó nhìn hơn giá mên một chút thôi về bên mên của nó nó cũng rơi vào khoảng tầm 400 đến 500 hoặc 600 nghìn Đấy thì những con này thì mọi người có thể dùng tạm chữa cháy hoặc là dùng để chạy áp các thứ thì rất là ok ờ, bởi vì tất cả các chức năng đều nó đều ok Và chỉ có cái ngoại hình xấu màn ám thôi nhá đây này lưng con này thì bị dột sơn một chút ở chỗ này đấy nâng zin nhưng mà dột sơn thôi cũng bị mất bút viền thì đẹp này viền rất đẹp chứ, không có bị mó méo gì cả màn hình này cũng không xước cả nhưng mà ám đây nó con này cũng thuộc dạng là ám cũng là ám nặng rồi đấy, ram bốn g một trong ba hai g nói chung là để là dùng tạm chữa cháy hoặc là để chạy áp chạy giết các thứ gì cực kỳ là ok chứ ngon nhé Đấy, khoảng người 700 nghìn để giá mềm một chút thôi đây nốt 5 uh, nốt 5 này rất là nhiều máy giá rẻ nhé Đấy, con này cũng là nốt 5 này e IMEI 869 bán người 700 con này máy màu xanh đen hai con kia màu vàng Đấy, con này bị rộp sơn này nâng zin như dộp sơn nhé Đấy, viền thì cũng đẹp nhé nhưng tiếc cái mất bút này đó Đấy, con 700 hôm nay viền rất đẹp chỉ cái tí cái, cái, cái mất bút thôi Đấy, màn hình cũng không xước sát gì cả à, nhưng mà cũng ám nhé Ra con này cũng là ra 4 g mỗi nhớ trong con này là 32 mươi hai g vân tay cũng hơi chóc sơn chút nhưng vẫn ấn với cả biến vân tay bình thường tất cả chức năng ok hết ăn về bảy trăm con này là nốt năm này email của nó là năm năm không bán người tám trăm nhé nâng con này thì đẹp hơn ba con kia nhưng bán đắt hơn 100 trăm nghìn nâng thì zin đẹp này viền này đẹp nhé Đấy, hơi móc một chút rồi nếu mà viền thì so với ba con 700 thì con này viền xấu hơn nhé viền ba con kia rất đẹp thôi con này cũng bị mất bút này viền con này thì chỗ phần bút này hơi móp một chút nhưng mà các góc khác thì chỉ hơi móp nhẹ tí tí thôi hơi sức móp nhẹ tí thôi nhé màn hình đẹp không xước nhưng mà bị ám nhé ra 4 ghi, bộ nhớ trong của nó là 32 mươi hai g bán người tám trăm này kính đương đẹp hơn nên là bán đắt hơn 100 trăm con này là nốt năm này, email của nó ba hai năm, bán người một triệu mốt nhé nâng dinh đẹp màu vàng Đấy, bút biết các thứ thì ok nhé viền thì cũng chỉ hơi xước móc nhẹ thôi viền con này cũng khá đẹp màn hình không xước gì đâu à, nhưng mà cũng bị ám nhá Giam con này là giam uh, bốn g à, bộ nhớ trong đây mọi người chờ chút đây cái bộ sưu tập mà đây là máy uh, dữ liệu của à, chủ cũ họ dùng đây cài cả phi file các thứ này, cài họ cài khá là nhiều ứng dụng à, game phi file thứ này ram 4 g bộ nhớ trong là 32 mươi g nhé đó. Trước năng thứ thì ok hết nhé Đấy, bắn về là một triệu 1 này con này là nốt 5 này email của nó 578 bán người là một triệu ba nhé con này uh, máy màu xanh đen nâng thì đã thay mới rồi nên bóng đẹp không có xước sát gì cả viền thì chỉ hơi xước móc nhẹ tí ti thôi bút biếc ok nhé à, viền này khá đẹp màn hình không một vết xước nào cả nhưng mà hơi dột sơn một tí phần trên này nhé Đấy, nó không xước đâu nhưng mà đây phần phần trên đầu này Đó. hơi dột tí ti thôi màn hình thì đẹp nhá hơi ám nhẹ thôi con này so với hai bốn năm con này thì con này nó màn hình nó đẹp hơn rất nhiều đây em tăng sáng cho người xem này mà nó sáng nó ám nhẹ lắm ừ. đây này nó chỉ hơi hồng hồng một tí thôi đây này hơi hồng hồng một tí này thôi ám cực nhẹ kỳ nhẹ nhá ám, ám nhẹ lắm ra 4 g bộ nhớ trong của nó là 32 mươi g nhá con này phải nói nhung ai à, nhìn tinh thì mới thấy vết ám không, không không tinh thì gần như là không ám rồi để bán giờ một triệu ba thôi còn con này là con S7 XT nhá, đây này. S7 XT này. Đấy, con này IMEI của nó 172 bản Mỹ nhá, đây Novo nhà mạng Mỹ này. Đấy, một sim, Đấy, bán người là 600 nhá. Con này thì bị lỗi vân tay rồi, ngoại hình xấu. Đấy, kính cam cũng xước rồi, Đấy, làm xước của cam sau mà đây, viền này. nói chung ngoại hình con này thì có dạng cá xấu rồi đây này, trên này còn hở viền này. dộp sơn này dộp sơn này cảm biến vân tay thì không cảm biến được nhưng mà vẫn ấn được nhé Đấy. cái bản ách này nó là phiên bản của quân đội nên là thiết kế nó rất là hầm hố nhé chịu va đập các kiểu nhưng mà con này thì cũng bị quăng quật quá nên là ngoại hình nó cũng xấu quá rồi Đấy, à, bình thường những cái máy khác ở chỗ phim, ngoài phím hôm ra thì hai cái phím bên này nó là phím cảm ứng nhưng mà cái này thì nó là thiết kế phím cứng thôi đây này, phím cứng ấn nhé Đó. Thì cái phiên bản này nó phiên bản đặc biệt nên là nó thiết kế nó so khác so với dòng kia một chút ram con này là ram 4 g và bộ nhớ lưu trữ của con này nó là 32 mươi hai mọi người chờ chút đây ram bốn bộ nhớ 32 màn hình ám ám nặng nhé con này đấy, quen cảm ứng em cứ nhấn được cảm ứng về ấn cứng đây màn hình ám nặng và có một cái đốm nhỏ đây này Đó. nhưng mà con này thì cảm ứng có thứ ok hết nhé không có vấn đề gì cả đây. em thử cảm ứng cho mọi người xem này Đó. cảm ứng thì không có bị chết bất cứ một điểm nào cả chỉ có cái là màn ám bên này nó có một cái đốm ở chỗ góc này thôi cảm ứng này con này canh đảm nhé để ra bán bằng giá bên cho mọi người thôi nhưng mà để dùng tạm chữa cháy hoặc là chạy áp viết có thứ gì rất là ok bán người là 600.000 thôi S7 ST nhé còn con này con S7E uh, này email của nó 852 bản Việt hay sim vào người 500 con này thì nó đang bị lỗi tất cả chức năng khác thì ok nhưng mà nó không có sạc nhanh thôi uh, cắm sạc vào kể cả sạc uh, Uh, xịn hỗ trợ sạc nhanh, uh, cái củ sạc mà có hỗ trợ sạc nhanh, ấy. cắm vào con này thì nó cũng chỉ báo là đang sạc thôi, nên nó không báo là chữ sạc nhanh, Đấy, thì con này nó đang bị lỗi cái chức năng sạc nhanh, nhé. Đấy, và ngoại hình thì xấu rồi, Đấy, xấu nhất việt nam, nhé. nó vỡ s này. Nên được cái thì viền cũng khá đẹp, viền chỉ hơi suốt nhẹ tí thi thôi. khay sim màu đen, nhé. vì cái khay sim này nó, Khay sim uh, màu hường ấy, của nó thì nó lại là cái khay của một sim, Đấy. Uh, em nắp cái khay này để dùng được hai sim, nhé. màu đen này. màu đen nó khay hai sim. Đấy, ngoại hình thì xấu bezel rồi tầng trước vỡ bezel rồi tầng sau cũng vỡ bezel à, màn hình hiển thị thì bị đốm nhá đây này em tăng sáng cho mọi người xem này màn hình thì không ám gì đâu Đấy, rất là trắng nhưng mà đây đốm bởi vì là do cái vỡ điểm tì vỡ kính này nó tì vào nên là nó làm đốm màn hình cảm ứng con là cành đào hết nhé nói chung là, con này thì nó sẽ phù hợp cho mọi người để dùng tạm chữa cháy này hoặc là để lấy men mọi người có một con s 7 s nào đó mà màn hình nó còn ngon mọi người mọi người mua thì nắp cái bên này sang hoặc là để chạy app các thứ thì đào bi đào giết các thứ ngon đấy, hoặc là treo game treo app gì đấy thì cực kỳ là ok nhá cấu hình con này nó cũng rất là ổn ra bốn bộ nhớ 32 cảm biến vân tay thứ ok hết nhé, bạn như vậy năm trăm thôi đúng bằng giá mê còn con này con s 7 s này mây của nó là 716 bản hàm một sim bán một triệu ba máy màu bạc nhé lưng thì zin đẹp viền thì chỉ hơi xước móp nhẹ thôi viền hơi sơ mót nhẹ một chút nhé. Đó. màn hình thì bị vỡ kính, đây, nó bị vỡ kính, Đấy. có mấy đường nứt kính ở đây. nhưng con này thì bị vỡ ít hơn so với con kia Đấy. và nâng mấy viền thì đẹp, Đấy. chỉ có màn hình bị vỡ kính thôi. còn hiển thị thì không có gì phải chê luôn. Đấy. tăng sáng cho mọi người xem này, hiển thị của nó này đẹp xuất sắc luôn, không có một vết ám nào nhé, hiển thị này trắng tinh. nói chung con này mọi người mua thì mọi người uh, về mọi người uh, thay kính đi thì phải nói đẹp xuất sắc luôn, thay kính đi là đẹp. Vì kính lưng đẹp rồi, viền nó cũng đẹp rồi cái Kính trước mà thay thì nó đẹp xuất sắc luôn rồi à, Cảm ơn ngon hết nhé Tất cả mọi thứ chức năng ngon lành thì đào hết Sạc uh, nhanh rồi cảm biến vân tay Cam tiếp đều ngon lành đào đào hết Và hiển thị thì sáng quắc luôn Đó, Cảm ơn mượt mà Đấy tiếc cái vỡ kính thôi Con này ra uh, da của nó cũng là ra 4G Và bộ nhớ lưu trữ của con này là 32GB da 4, bộ, 32 g nhé, tam bốn bộ nhớ 32 màn hình cong này, và những người một triệu ba thôi. Còn con này con S25G này, máy màu xám bản Hàn một sim máy 15 triệu 9 nhá. Lưng zin đẹp, viền này, chỉ hơi sức nhẹ tí tí thôi, một vài chấm đầu kim thôi. Đấy, màn hình đẹp nhá, không xước, không ám mố gì cả. S15G thì mượt rồi. Đấy, da của nó là da 12 g bộ nhớ trong của nó là 128 g nhá, và thon gọn. Rất là chất, giá thì 5 triệu 9, 9 thôi. Đấy, con này cũng là con S25G, đấy, máy màu trắng. Cũng là bản Hàn một sim 5 triệu 9 nhá. Lưng zin đẹp, viền bởi vì con trắng thì đẹp hơn con đen kia khá là nhiều ấy, nó bóng này. Đó. Cũng chỉ có một hai vết chấm đầu kim thôi, không không đáng kể gì. Nhưng kính trước kính sau đều đẹp nhé, màn hình hiển thị đẹp. Và cấu hình thì cũng để mượt như nhau, ra 12 bộ nhớ là 128 GB. Đó. Còn con này con S21 5G này, máy bàn hàn một sim và người 7 triệu 9 nhé Máy màu hương. Đấy, lưng zin đẹp viền đẹp, Mà ngoại hình đẹp keng nhé Màn hình này đẹp, xuất sắc luôn không một vết xước không một vết ám ố. và cấu hình thì rất là mượt nhé giam 8 bộ nhớ là 256 g và con này màn hình của nó hỗ trợ tốc độ quét là 120 trăm hai mươi này trượt này nó cảm giác cũng mượt lắm trượt, trượt rất là mượt Bán người bảy triệu chín này con này cũng là con S21 5G máy màu trắng cũng là máy bản hàn một sim bán người bảy triệu chín nhé tình trạng uh, như nhau cùng một model Đấy, em bán bằng giá tiền nhau hết lưng zin đẹp phiền đẹp ừ. xưa không đáng kể gì màn hình đẹp nhé và cấu hình cũng ngon ram con này cũng là ram 8 bộ nhớ là 256 trăm năm mươi sáu g người là bảy chục chín thì trên đây là những máy hôm nay em bán cho mọi người mọi người nếu mấy gì thì cứ nhắn qua zalo số không ba bốn bốn chín 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 bốn năm sáu cho em nhé ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người